Trên cái rờ le này nó ghi thông số, chúng ta nhìn kỹ trước khi mà sử dụng những cái thiết kế cho mình nha. Đây là 12V. Bây giờ đầu tiên là các bạn chập que đo lại thang thông mạch. Các bạn đo những cái chân như thế này nè. Coi cái chân nào mà nó kêu là cái chân nó chạm với nhau. Đây các bạn thấy không, đường dây nó dẫn như thế này nè. Nếu rờ le chưa cấp điện mà đo thông mạch thì chứng tỏ rằng hai chân này thường đóng. Và khi chúng ta cấp điện rờ le nhảy thì hai chân đó dang ra và rờ le nó sẽ bám vào chân khác. Các bạn hãy xem. Đây, khi cấp điện thì rờ le bám vào chân này. Như vậy thì chân ở que đen là chân chung. Hai hàng hai bên của rờ le làm việc giống như nhau. Nên tôi nói tắt chúng lại với nhau để cho công suất nó lên mạnh hơn. Các bạn phải nên tập điện một tay như thế này nè. Tập điện kỹ năng này các bạn sẽ thuận tiện trong việc sửa chữa lắm. Khi rờ le chưa cấp điện thì hai công tắc này thường đóng, luôn luôn lúc nào nó cũng đóng. Và khi rờ le có cấp điện thì nó hở công tắc kia ra và đóng công tắc này lại. Vậy trong một rờ le thì có hai chân chung để bám vào một trong những chân còn lại và hai chân cấp nguồn cho nó để nó mới hoạt động được. Đây là một dạng rờ le, nhưng trên thực tế có rất là nhiều dạng rờ le, chúng ta cần phải đo mới biết được. Bạn có thể thay thế bất kỳ con tungsten nào, miễn là có 3 chân E, B, C và nó là con nghịch. Thời gian của các bạn là vàng, nên video có vẻ hơi ngắn. Các bạn nào xem chưa hiểu thì các bạn hãy dừng lại và tua lại để các bạn xem hiểu nhiều hơn. Trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu thử nghiệm thì chúng ta có thể dùng bất kỳ linh kiện nào, chứ không phải là phải có nhất định có linh kiện đó thì các bạn mới làm được. Như vậy thì đòi hỏi các bạn phải thường xuyên thí nghiệm, phải thay đổi điện trở, phải thay đổi biến trở và phải thay đổi rờ le hay là led để chúng ta có những kết luận tốt đẹp hơn. Một dự án điện tử hay thì các bạn phải nghiên cứu nó, phải thực hành nó, trên lý thuyết nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì nó cũng vẫn hơi khác một tí, bởi vì thông số của những linh kiện chưa hoàn toàn chính xác. Hai đầu này là hai đầu vào cung cấp nguồn, hai đầu này là hai đầu ra cung cấp ắc quy. Sau khi cấp điện các bạn thấy đèn nháy lên. Và tiếp theo thì các bạn hãy chỉnh, phải cân chỉnh đó. Công đoạn này các bạn dùng tu vít chỉnh biến trở. Các bạn có thể chỉnh biến trở tùy thích. Chúng ta sạc bao nhiêu volt thì chúng ta cấp nguồn vô bao nhiêu volt và chỉnh khi nào rờ le ngắt thì bình nó sẽ ngưng hoạt động. Cách này khá là đơn giản, các bạn hãy tự thí nghiệm và tự thực tập mới có được kết quả tốt. Nếu các bạn sạc pin 11V thì các bạn chỉnh 11V. Nếu các bạn sạc pin 12V thì các bạn chỉnh 12V. Và nếu các bạn sạc bình 13V thì các bạn chỉnh 13V. Đơn giản như vậy, các bạn hãy tự mà làm và tự thí nghiệm cho mình nha. Nhớ, trong quá trình thí nghiệm thì chúng ta sẽ nảy sinh ra rất là nhiều điều hay ho và thú vị. Những linh kiện mà tôi sử dụng ở đây đó là những linh kiện ve chai. Ve chai có nghĩa là đi lượm hoặc là đi mua lại với giá rẻ.
Chiếc ắc quy này tôi xả điện ra hết. Và như video trước các bạn chưa xem video tôi phục hồi bình ắc quy, khá là nhiều bạn đã thực hành thành công ắc quy sạc ngược cực, một video mà chưa từng có trên mạng YouTube. Các bạn hãy quay lại đón xem nha. Bạn có thể thay thế con điện trở này bằng con biến trở 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg và 50kg luôn. Nếu các bạn gắn biến trở nhỏ ký thì nó sẽ nhạy hơn. Đây là nguồn cấp vào 14V hoặc là 13V. Bạn có thể chỉnh biến trở tùy thích sao cho lấy điện ra như mong muốn. Còn đây, đây là đồng hồ để chúng ta quan sát. Sau khi bình sạc một thời gian thì đúng như giá trị mà chúng ta đã tinh chỉnh thì nó sẽ tự ngắt. Vâng, đây là mạch điện dễ làm mà nó có vẻ hơi đơn giản và cổ điển. Các bạn hãy đón xem video sau, mình sẽ làm cho các bạn xem những mạch sạc tối tân hơn và hiện đại hơn nhé.